Cyrus vừa mới dùng 20 triệu đô mua tiền ảo NFT. Ngay lập tức, ra lệnh cho đồng bọn thực hiện vụ cướp. Nhưng cảnh sát trưởng Abby luôn theo dõi sát sao Cyrus. Cô ấy lập tức ra lệnh cho đồng nghiệp phong tỏa toàn bộ tòa nhà. Nhưng Cyrus và đồng bọn đã đưa theo N8 rời khỏi hiện trường. Thuyền của chúng ta đâu? Cano này sẽ đưa chúng ta tới thuyền. Rose, nếu hắn muốn lấy NFT thì sao? Chẳng phải hắn đã mua chúng rồi sao? Abby nhận ra đây có thể là kế hoạch đánh lạc hướng của Cyrus. Quả nhiên, đám Cyrus đã lên thuyền và rời đi. Nhưng cảnh sát trưởng Abby cũng không phải dạng vừa. Cô ấy ngay lập tức đuổi theo. Nhưng Cyrus vẫn bình tĩnh bảo Misun bắt đầu thực hiện kế hoạch A. Kích hoạt kính A đội cứu hỏa Venice. Misun bật tín hiệu báo cháy. Dễ dàng ngăn cản cảnh sát trưởng Abby. Camilla vẫn giữ bình tĩnh tăng tốc dễ dàng luồn lách qua khúc cua. Nhưng cảnh sát trưởng Abby vẫn đuổi theo sát nút. Lúc này, Misun đã kết nối tự động GPS trên xe của mình qua mạng. Cảnh sát trưởng Abby đành bất lực nhìn bọn cướp bỏ trốn. Chẳng bao lâu, Cyrus đưa N8 lên du thuyền sang trọng của mình. Thật bất ngờ, N8 hóa ra là cao thủ lâu năm và cũng là người sáng tạo ra NFT. Thật không ngờ Cyrus rất có đạo đức nghề nghiệp, liền trả cho N8 20 triệu đô và còn mời anh ấy tham gia bữa tiệc. Nhưng đến hôm sau, N8 mới biết từ tin tức mình đã bị bọn cướp bắt cóc. Thôi nào, cậu có cảm thấy mình đang bị bắt cóc không? Không hề, lúc này, sếp Cyrus đang giải thích nghiêm túc. Leonardo da Vinci đã bán Mona Lisa với giá 25.000 đô. Suốt 400 năm, không ai quan tâm đến nó, cho đến khi có người đánh cắp nó. Đó là lý do tại sao Mona Lisa hiện có giá 860 triệu đô. Chỉ vì nó có một câu chuyện điên rồ đằng sau. Dù là bọn cướp cũng cần phải có truyền thông miễn phí. Và một câu chuyện hay là cách tốt nhất để thu hút cánh truyền thông. Bây giờ cả thế giới sẽ nghĩ rằng anh ấy đã bị bắt cóc. Kết quả của câu chuyện khiến giá bức NFT của anh ấy sẽ tăng vọt. Và bức NFT mà chúng ta vừa mua với giá 20 triệu đô. Hãy để Misun cho chúng ta biết giá chuyển nhượng. Giao dịch thành công với giá 89 triệu đô. Cái gì? 89 triệu đô đó. Chuyển nhượng thành công 89 triệu đô. N8 cũng vô cùng ngạc nhiên. Không ngờ trong số đám cướp lại cho nhân tài như vậy. Thật là một trải nghiệm thú vị. Nâng ly nào, vì phi vụ trộm NFT đầu tiên trên thế giới. Cùng lúc đó, Interpol bất ngờ nhận được thông tin. Có một lượng vàng bất hợp pháp trị giá 5 tỷ đô sẽ được chuyển ra nước ngoài. Nhưng không ngờ cấp trên hy vọng Cyrus sẽ ra tay chặn số vàng này lại. Nhưng Abby lập tức phản đối. Để một tên cướp thực hiện nhiệm vụ của Interpol. Nói ra sẽ khiến bản dân thiên hạ cười chảy nước mắt. Nhưng cấp trên lại nói rằng tất cả những người làm việc cho Interpol đều là kẻ lừa đảo theo đúng nghĩa đen. Tình hình hiện tại đang cấp bách. Huống chi anh hùng không hỏi xuất xứ. Hiện tại điều quan trọng nhất là chặn kịp số vàng này lại. Vì vậy, Abby đành phải đi tìm Cyrus giúp đỡ. Nhưng khi các thành viên biết tin, họ cho rằng Cyrus hâm rồi. Abby là người của cảnh sát. Ai biết được đây có phải cái bẫy dành cho cả đám không? Dù có cướp thành công, số vàng này chắc gì đã thuộc về mình. Nhưng Cyrus lại nói tất cả bằng chứng đều nằm trong tay Abby. Nếu không làm theo thì cả đám sẽ phủi sẵn mông ngồi tù. Vì vậy cả đám đành phải nhận phi vụ khó xơi này. Nhưng hiện tại vẫn còn vấn đề nan giải. Chúng ta phải đi cướp máy bay sao? Ngầu đét, cả máy bay sao? Cướp nửa máy bay hơi khoai đấy. Cả 250 hành khách sao? Hơi khoai ở chỗ trên máy bay còn có 250 hành khách. Cũng không thể cướp máy bay trực tiếp. Nên cả đám quyết định dùng chiếc máy bay khác để tiếp cận máy bay. Và hoàn thành nhiệm vụ khó nhằn này. Chẳng mấy chốc, với sự giúp đỡ của CIA, tìm thấy một phi cơ chiến phù hợp để thực hiện nhiệm vụ. Phi cơ này cực kỳ hiện đại. Tất cả các hoạt động trong buồng lái đều có thể được điều khiển từ xa. Ôi bà mẹ nó! Thậm chí còn có thể tự động nâng cột thép. Cột múa thoát y à! Motion giải thích điều tuyệt vời nhất của món đồ này. Đó là toàn bộ phần dưới là một màn hình LED khổng lồ. Sống sang chảnh, chất chơi, không cần phải làm thế, bọn này hiểu rồi. Sau đó, Cyrus và đồng bọn bắt đầu lên kế hoạch cướp máy bay ngay. Đầu tiên, họ phải kiểm soát hệ thống radar. Không thể để máy bay kia phát hiện ra họ. Sau đó, họ phải mở kịp thời két sắt ở độ cao 9.100m, thông qua loạt thao tác mô phỏng theo tình huống thực tế. Cuối cùng đã xác định được kế hoạch tốt nhất. Ngay sau đó, chính thức hành động. Cả đám sẽ chia thành từng tốp, cải trang thành hành khách lên máy bay. Vàng ở hầm chứa được lực lượng quân đội hùng hậu bảo vệ. Tôi sẵn sàng rồi. Đã sẵn sàng. Lúc, anh thì sao? Có ai thấy Lúc trên máy bay không? Nhưng đúng lúc quan trọng, gã râu quai nón Lúc lại bị lạc đội. Đúng là gia quân không thuận lợi. Xin lỗi sếp, không sao. Cùng lúc đó, phi công Camilla đã khởi động phi cơ chiến. Chẳng mấy chốc đã bay lên trời. Nhưng bất ngờ thay, đúng lúc quan trọng thì Abby làm rơi thiết bị tín hiệu. Lúc này, Cyrus cũng chỉ biết lắc đầu. Misun nhắc nhở họ Camilla sắp đuổi kịp rồi. Phía trước có máy bay. Giảm tốc độ. Đừng, đừng, đừng. Kết nối thành công. Lúc này, Manus bắt đầu màn trình diễn của mình. Mở màn nào. Nhưng nhấn mãi mà không có phản ứng gì. Giây tiếp theo. May không gặp nguy hiểm gì. Manus lập tức bắt đầu giải mã mật mã két an toàn. Tuyệt quá.
không ngờ bảo vệ lập tức phát hiện ra. Một trận chiến lập tức nổ ra trong khoang máy bay. May mắn là Abby võ công cao cường. Trong nháy mắt, cô ấy đã khống chế được bảo vệ, nhưng không ngờ lại gặp phải một đối thủ khó nhằn. Cùng lúc đó, cơ trưởng cũng phát hiện ra có chuyện bất thường, bắt đầu hạ cánh xuống đường băng gần nhất. May mắn là máy bay đã hạ cánh an toàn và Camilla đã đuổi kịp ngay sau đó. Ở bên này, các vệ sĩ đang kiểm tra vàng và báo cáo tình hình cho ông chủ Jorgensen. Hóa ra mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát của Jorgensen, nhưng vệ sĩ nói rằng hiện tại máy bay đã hạ cánh xuống một sân bay ở dãy Alps. Nhưng may là đám cướp đã cung cấp cho chúng một máy bay chiến đấu dự phòng. Chúng là ai? Chỉ là đám lừa đảo thích nổi danh thôi. Jorgensen bình tĩnh ra lệnh cho đàn em giữ cả bọn cướp và đống vàng. Thế là cả đám lại thành con tin. Nhưng Camilla nhanh chóng phát ra tín hiệu. Cyrus lập tức bảo Abby thắt chặt dây an toàn. Sau đó, vệ sĩ hỏi chuyện gì đang xảy ra. Nhưng Camilla giải thích là do vàng quá nặng. Chưa dừng đâu. Cô ấy đang vứt hết lớp ngụy trang à? Đúng rồi đó. Hóa ra Camilla lợi dụng tốc độ siêu thanh để vứt bỏ hết ngụy trang thành ban đầu. Quân đội nhanh chóng phát hiện vị trí của máy bay chiến đấu, ngay lập tức phái hai chiếc F-16 lên giải cứu. Các anh đang vi phạm trực tiếp quy định hàng không dân dụng. Hãy xưng danh, nếu không sẽ dùng vũ lực. Đừng trả lời. Nhắc lại, các anh đang vi phạm trực tiếp quy định hàng không dân dụng. Nhưng vệ sĩ vẫn ngoan cố một mình. Lúc này máy bay chiến đấu đã sẵn sàng phóng tên lửa, chỉ cho đối phương 60 giây cuối cùng. Lúc này, Cyrus nhanh trí mở điều khiển cột thép, ngay lập tức đánh gục vệ sĩ xuống đất. Còn 10 giây nữa, trời ơi, cùng lúc đó, quân đội cũng phát hiện có con tin là dân thường. Lập tức ra lệnh ngừng tấn công, nhưng trong khoang máy bay vẫn còn đang hỗn chiến nảy lửa. Lúc này máy bay đang lao xuống với tốc độ chóng mặt. Mau mở cửa khoang. Kéo lên, nhưng không ngờ đuôi máy bay lại bị mảnh vỡ bắn trúng. Bây giờ phải khẩn cấp hạ cánh. Chúng quay lại đúng giờ đấy. Chúng ta đang hạ cánh với tốc độ cao. Kéo lên Cuối cùng, máy bay đâm sầm vào sân của Jorgensen. Lúc này, Jorgensen cầm súng chất vấn ai là cảnh sát. Không ngờ Cyrus chủ động đứng ra nhận tội. Là tôi là cảnh sát Interpol. Jorgensen đang chuẩn bị bắn Cyrus, nhưng không ngờ tiếng còi cảnh sát vang lên. Lúc này Jorgensen đành bất lực đầu hàng. Cuối phim, Abby từ chức cùng Cyrus chu du khắp nơi. Nhưng điều mà Abby không thể ngờ được là thì ra Cyrus đã sớm đánh cháo vàng. Khi máy bay của Camilla tới gần đã tráo đổi các thùng, Manus đã nhúng hàng trăm thỏi sắt vào sơn vàng. Rồi bọn anh đóng thùng gửi qua Skyswiss. Trên máy bay, khi ta đánh lạc hướng đám ở phía trên, Manus đợi đến khi máy bay lại gần, liền cháo thùng. Bọn anh chỉ cần đưa vàng thật ra khỏi cửa. Và lúc, người đã rút lui trước đó. Hóa ra Cyrus đã sớm giao cho anh một nhiệm vụ quan trọng. Nhiệm vụ là dẫn đường cho vàng hạ cánh an toàn. Còn thứ CIA nhận được chỉ là đống sắt vụn. Từ đó, Cyrus cùng đám bạn mình lui về ở ẩn. Sống một cuộc sống hạnh phúc.